chào quý các bạn anh chị. Xin chào các bạn. Hiện tại bệnh tiểu đường là một chứng bệnh nan y. Nhưng mà chứng bệnh này thì có rất nhiều bà con mình đang mắc phải. Bệnh tiểu đường là một bệnh mãn tính, cho nên nếu như bà con mình chọn phương pháp điều trị bằng Tây y thì nhất định bà con mình phải điều trị lâu dài. Vậy thì khi bà con sử dụng các biện pháp điều trị bằng Tây y, cụ thể là bằng các loại thuốc Tây y, thì nó sẽ giúp cho bà con mình hạ đường huyết hoặc là bình ổn đường huyết. Chứ thực chất không có một loại thuốc Tây y nào có thể giúp cho bà con mình điều trị khỏi cái bệnh tiểu đường. Và các cái bài thuốc đông y thì gần như cũng như thế. Vậy thì nếu như bà con mình chọn các cái biện pháp đông y để sử dụng điều trị bệnh tiểu đường thì nó sẽ có rất là nhiều lợi ích cho bà con mình. Bởi vì thứ nhất là nó rẻ tiền, thứ hai là nó không tác dụng phụ, không gây nóng nảy trong cơ thể. Tác dụng phụ của các loại thuốc Tây y khi bà con áp dụng điều trị các cái bệnh mãn tính, có nghĩa là bà con phải điều trị lâu dài, thì chức năng gan, chức năng thận của bà con nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Và trực tiếp hơn, đó chính là dạ dày của bà con. Nếu như dạ dày của bà con mà bị viêm loét thì việc ăn uống cũng như là cung cấp chất dinh dưỡng cho cơ thể sẽ bị hạn chế đi. Từ đó thì chất lượng sống của bà con sẽ bị suy giảm. Có một số bà con đặt câu hỏi, có loại dược liệu nào có thể giúp cho bà con mình điều trị lâu dài và điều trị có kết quả bệnh tiểu đường hay không? Vậy thì trong cái video này, Lâm gửi đến bà con một loại dược liệu rất là quen thuộc. Loại dược liệu này thậm chí bà con dùng như rau hàng ngày, cũng có tác dụng là bình ổn cái lượng đường huyết rất là tốt. Loại dược liệu này chỉ có tác dụng đối với những người bị bệnh tiểu đường ở giai đoạn đầu, có nghĩa là giai đoạn chớm phát bệnh. Bà con nên chú ý rằng trong mỗi cái video thì Lâm chia sẻ dược liệu, Lâm rất chú ý với bà con về tác dụng của các loại dược liệu. Tùy theo loại dược liệu thì chúng ta sẽ sử dụng vào các giai đoạn bệnh khác nhau. Loại dược liệu hôm nay thì sẽ giúp cho bà con mình điều trị bệnh tiểu đường ở giai đoạn đầu. Bên cạnh đó thì khi bà con sử dụng loại dược liệu này cũng có rất là nhiều cách, cho nên sẽ rất tiện cho bà con mình sử dụng. Ngoài ra thì loại dược liệu này khi bà con mình sử dụng ngoài việc điều trị bệnh tiểu đường thì nó còn giúp cho bà con mình mát phổi, mát gan, thanh nhiệt. Nếu như mùa hè nắng nóng, bà con muốn tìm một loại dược liệu để thanh mát cơ thể một cách triệt để cũng như là nhanh chóng thì loại dược liệu này cũng đáp ứng được nhu cầu của bà con mình. Để tránh làm mất thời gian của bà con thì ngay bây giờ Lâm mời quý cô bác anh chị và các bạn chúng ta cùng đến nhận diện dược liệu, sau đó thì Lâm sẽ chia sẻ cách cho bà con mình sử dụng. Đây chính là loại dược liệu mà Lâm vừa đi tìm về, Lâm muốn chia sẻ bài thuốc cho bà con mình. Loại dược liệu này có tên là dây bành bác. Vậy thì đây là những cái hoa của nó nè bà con. Đây là những cái hoa của nó. Và đây là hình thức lá của nó. Ở đây là một loại dược liệu dạng dây bà con. Dây bành bác này thì đối với một số bà con mình thì rất là quen thuộc. Và đây là hình thức trái của nó. Rất là nổi bật và rất là nổi trội. Rất đẹp đúng không bà con? Đây là những trái chín bà con, còn những trái mà nó chưa chín thì nó có màu xanh giống như thế này. Trái này thì bà con lột cái phần vỏ ra, bà con ăn. Nó có một cái vị ngọt thanh và rất là thơm. Rất là ngon khi bà con dùng loại dược liệu này. Ngoài việc nó có cái vị ngon thì loại dược liệu này chính là một loại dược liệu giúp cho bà con mình thanh nhiệt cơ thể một cách rất là tốt. Thường thì đối với những người bị bệnh tiểu đường, những người bị nóng trong người, nổi mụn, nổi nhọt, đặc biệt là hay lỡ miệng, lỡ lưỡi, mà bà con mình gọi là đạn á, thì chúng ta sẽ dùng loại dược liệu này theo một cái dạng rau. Cụ thể thì những cái ngọn non như thế này, bà con mình sẽ dùng nấu canh. Ở đây bà con chú ý nha, cái ngọn non thì chúng ta sẽ dùng nấu canh với tôm, với cua, với thịt, bà con ăn thường xuyên. Thì ở đây nó sẽ giúp cho bà con mình bình ổn được cái lượng đường huyết rất là tốt. Đây là một công trình nghiên cứu của rất là nhiều nhà khoa học và đã chứng minh rằng loại dược liệu này
sẽ giúp cho bà con mình bình ổn được cái lượng đường huyết trong cơ thể. Có nghĩa là nó sẽ giúp cho bà con mình điều trị bệnh tiểu đường lâu dài. Không nhất thiết bà con phải dùng liên tục, ngày nào cũng dùng. Đối với những cái ngọn non như thế này thì không phải ngày nào bà con tìm cũng có. Trong một tuần thì bà con nên cố gắng sử dụng chỉ cần 3 lần cái loại dược liệu này. Bà con nấu canh hoặc là xào thì bà con đã kiểm soát được cái lượng đường huyết trong cơ thể mình rồi. Thì đây là cách dùng cho những người mới chớm bệnh tiểu đường. Còn những người mà bệnh tiểu đường ở các giai đoạn nặng thì chúng ta lại có những cái bài thuốc khác. Trên kênh của Lâm thì có rất nhiều bài thuốc trị bệnh tiểu đường, cho nên bà con mình có thể vào kênh của Lâm tham khảo chi tiết hơn về cách sử dụng các loại dược liệu. Còn trong video này thì Lâm chia sẻ cho bà con mình cách để điều trị bệnh tiểu đường cho những người ở giai đoạn ban đầu. Vậy thì khi ngọn non này không còn nữa thì chúng ta sẽ dùng những cái đoạn thân già như thế này, kể cả lá luôn bà con. Bà con phơi khô đi. Vậy thì mỗi một ngày bà con sẽ sử dụng giúp Lâm khoảng từ 25 cho đến 30 gram lá và thân của dây bình bát khô. Bà con sẽ nấu nước để bà con dùng. Ở đây chúng ta sẽ có hai cách để chúng ta làm. Một là bà con sẽ sắc đặt lại. Bà con chia ra 3 lần. 3 lần bà con uống. Còn nếu như không thì bà con có thể sắc loãng ra. Bà con dùng thay nước lọc hàng ngày. Đối với những người mà bị thường hay lở miệng hay đẹn miệng mà nóng trong người thì bà con sẽ dùng những cái trái bành bát. Thường thì những trái chín như thế này chúng ta chỉ dùng để cho nó có cái vị ngon thôi bà con. Nó giúp cho bà con mình thanh nhiệt, nhưng mà nó không tốt bằng những cái loại trái nó còn xanh. Nhưng mà trái nó còn xanh thì nó có vị đắng. Mỗi một ngày bà con chỉ cần sử dụng 2 hoặc 3 trái kích thước như thế này thì sẽ giúp cho bà con mình, thứ nhất là bình ổn được cái lượng đường huyết, thứ hai là nó giúp cho bà con mình thanh nhiệt, mát gan, mát phổi. Đồng thời nó giúp cho bà con mình trị được các cái chứng lở mồm miệng, lở trong lưỡi, đạn. Những người nào mà tiểu buốt, tiểu rác thì chúng ta sử dụng cái trái xanh, chúng ta nhai, chúng ta ăn. Nhưng ở đây chú ý là trái xanh nó có vị đắng. Còn những trái chín như thế này thì nó sẽ có cái vị ngọt rất là thanh. Và đặc biệt nó có một cái mùi thơm. Đây chính là món quà của những trẻ em ở cái miền nông thôn, những nơi mà có cái dây bình bát này. Thì dây bình bát này cũng có nhiều tên gọi khác nhau. Ví dụ như bà con mình sẽ gọi là dây bát bát chẳng hạn. Nhưng mà tùy theo vùng miền nó sẽ có nhiều tên gọi khác nhau. Trong đông y thì loại dây này có tên là dây bình bát. Đó. Dây bình bát thì nó sẽ phân biệt với cái cây bình bát. Cây bình bát thì Lâm cũng chia sẻ với bà con một số bài thuốc rồi. Đặc biệt là cái bài thuốc trị lao phổi hoặc là trị nội trị ngoại. Nếu như bà con nào chưa có dịp xem cái video này thì có thể vào kênh của Lâm để xem. Loại dược liệu bình bát này thì thực chất ở cái vùng quê nào mà có thì rất là nhiều bà con. Thường thì bà con mình trong những ngày nắng nóng thì sẽ đi hái những cái đọt non như thế này về chúng ta nấu canh hoặc chúng ta xào chúng ta ăn. Chỉ cần bà con ăn một lần thì cái cảm giác trong người nó rất là mát mẻ, rất là dễ chịu. Bởi vì đây chính là dược liệu nó sẽ giúp cho bà con mình mát gan và mát phổi. Bây giờ thì Lâm xin mời quý cô bác anh chị và các bạn cùng Lâm quan sát lại một lần nữa về cái dược liệu dây bình bát này. Một dược liệu rất là tốt để giúp cho bà con mình điều trị cái bệnh tiểu đường, cũng như là các cái chứng nóng trong người, nổi mụn, nổi nhọt hay lở mồm miệng và đẹn lưỡi. Bà con nên nhớ rằng đây là một dạng dây, nó có tu cuốn. Và đây là hoa của nó. Những cái trái này thì những trái này là những trái chín bà con. Những trái như thế này thì bà con lột vỏ ra là chúng ta dùng được rồi. Thường thì chúng ta sẽ nhân giống bằng những cái hạt ở bên trong như thế này. Và đây là cái hình ảnh hoa của nó. Tuy không đẹp nhưng mà có thể là sẽ rất rõ ràng để cho bà con mình quan sát, để bà con mình tìm kiếm cái nguyên liệu này ngoài tự nhiên. Vừa rồi thì Lâm cũng đã mang đến cho quý cô bác anh chị và các bạn một loại dược liệu rất là tốt. Loại dược liệu có thể giúp cho bà con mình điều trị cái bệnh tiểu đường lâu dài mà không có tác dụng phụ. Vậy thì loại dược liệu này nó sẽ không phù hợp cho những người có các cái triệu chứng lạnh bụng hoặc là những người có cơ thể lạnh. Ngoài ra thì sẽ rất phù hợp với tất cả mọi người. Điều quan trọng nhất đó là loại dược liệu này có thể giúp cho bà con mình sử dụng được nhiều cách. Ví dụ như chúng ta sẽ dùng các cái đọt non, chúng ta xào, chúng ta nấu canh, chúng ta ăn. Hoặc là những cái đoạn dây già, lá già thì
thì chúng ta không còn nấu canh hoặc là xào ăn được nữa. Thì bà con có thể phơi khô, nhưng mà trước khi phơi khô bà con nhớ rửa sạch nha. Có thể là chúng ta sẽ ngâm vào nước muối 5 đến 10 phút, sau đó thì chúng ta rửa thật sạch lại, chúng ta ngắt đòn ngắn ngắn và chúng ta tiến hành chúng ta phơi khô. Khi nguyên liệu khô thì bà con sẽ tiến hành pha trà hoặc là nấu nước hàng ngày chúng ta dùng. Nếu như pha trà thì liều lượng khoảng từ 5 đến 10 gram cho một bình trà khoảng 300ml nước sôi. Còn nếu như bà con sắc thuốc uống thì bà con có thể sắc ở liều lượng từ 25 cho đến 30 gram cho mỗi một ngày chúng ta dùng thuốc. Đến đây Lâm nghĩ bà con mình sẽ có những quyết định riêng của mình. Còn Lâm thì Lâm đã cố gắng cung cấp đến cho bà con mình những hình ảnh chi tiết nhất, cũng như là những cách dùng đơn giản nhất về một loại dược liệu mà nó có thể sẽ giúp cho bà con mình được rất là nhiều điều trong cuộc sống. Đặc biệt hiện tại thì ở miền Nam vào mùa này thì nắng rất là nóng, cho nên bà con mình có thể dùng cái loại dược liệu này để thanh nhiệt cơ thể, giúp cho cơ thể mình mát mẻ hơn. Đến đây thì Lâm xin phép quý cô bác anh chị và các bạn, Lâm sẽ kết thúc video. Mong rằng cái video này Lâm có thể mang đến cho bà con mình một số điều hữu ích khi dùng các loại dược liệu quen thuộc, nhưng mà sẽ giúp cho bà con mình bình ổn được cái lượng đường huyết, chúng ta sẽ kiểm soát được cái bệnh tiểu đường, cũng như là giúp cho bà con mình trị một số bệnh nóng trong người. Lâm xin kính chúc sức khỏe bà con, mong rằng bà con mình luôn luôn khỏe mạnh, thành công và may mắn trong cuộc sống. Còn Lâm thì bây giờ Lâm xin chào và hẹn gặp lại quý bác anh chị và các bạn mình trong những cái video tiếp theo.